Chào các bác, clip hôm nay em đặt trần có một cặp loa thuộc top hàng cực độc, lại có một món hàng cực độc để giới thiệu đến các bác đam mê audio trên toàn quốc. Một cặp loa Mỹ cổ, cặp loa AZTEC Athena 1 và một model khá hiếm ở trên thị trường. Cặp loa AZTEC Athena 1 với cái vóc dáng khá là lạ lẫm. Cặp này thì thiết kế hình trụ và nó phát tới 8 mặt luôn. Vâng, nó có tới 8 mặt. Phần chân, đế và phần nắp thì được thiết kế đối xứng nhau. Ê căng thì cũng có là ê căng cổ giống như là trên các đời của Sansui, họa tiết giống như Sansui. Tuy nhiên thì ê căng này thì nó được chia làm 3 mạch thưa các bác. Và để bây giờ thì mời các bác chúng ta tiến lại gần để chúng ta quan sát và ngắm nghía cặp loa AZTEC Athena 1. Cặp này thì đây nó vát tới 8 cạnh các bác nhé, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 8 cạnh luôn. Đấy, và ở đây 1 2 3 4 ở nóc thì nó là 4 cái miếng gỗ có các cái vân nó đối xứng nhau. Đấy, có cái vân nó đối xứng nhau tạo nên một cái điểm tâm ở giữa rất là đẹp. Và cái thiết kế của nó là gồm các cái ba cái lưỡi căng. Đấy, các cái đố gỗ này làm rất. Cặp này thì ngoài cái giá trị nghe nhìn, cái giá trị sưu tầm, đây là còn một cái món đồ như là các bác chơi đồ cổ sẽ rất là quý luôn. Và một số cái thông tin của cặp loa này thì em sẽ vừa tra được trên mạng và tí nữa em sẽ cung cấp cho các bác xem. Thì các bác xem cái phần thiết kế đã. Đây là cái phần nóc của nó. Các bác nhìn vào đây thì có thể là đánh giá được là cái tâm huyết của nhà sản xuất, tâm huyết của nhà sản xuất đầu tư cho cặp loa này rất là kỹ lưỡng. Riêng cái phần lắp này, bốn cái miếng gỗ đấy, bốn cái miếng gỗ được cắt và ghép vào nhau, người ta không làm một tấm mà người ta làm bốn tấm thì nó mới có được những cái họa tiết vân nó đối xứng vào nhau như thế này. Và đây đấy, các cái góc thì có bo này xong xẻ rãnh này đấy, làm rất là tỉ mỉ, cực kỳ là tỉ mỉ và chi tiết như thế này. Cặp loa AZTEC Athena 1. Cặp này thì em tra thì Việt Nam thì hầu như là rất là ít người có này. Rồi các cái đố như này, từ trên xuống dưới này, từ trên xuống dưới này, nó làm 8 cạnh luôn. Còn đây là phần chân. Phần chân thì đây rất là nhiều các cái chi tiết như thế này. Và các bác có thể thấy là cầu kỳ, cực kỳ là cầu kỳ luôn. Và chúng ta sẽ đi một vòng quanh của cặp AZTEC Athena 1. Nó chỉ có 3 cái tấm lưỡi căng ở mặt trước thôi, còn mặt sau thì nó là gỗ hết, mặt sau thì nó là gỗ liền hết đấy. Và cặp này về thì trong cái tình trạng rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Về cái kích thước, cặp này thì cái chiều cao là 50, còn cái đường kính của cái mặt trên cùng ấy, thì là 40 các bác nhé. Và một số các cái thông tin thì em đã tra được. Cặp này thì nó là một cặp loa Mỹ cổ, nó được ra đời vào những năm 1970. Đấy. Và cái giá ở trên eBay cực kỳ cao, các bác thấy không ạ? Em đang tra ở giá trên eBay. eBay thì là một cái trang bán cái giá đồ audio thì dường như là chính xác nhất rồi. Giá trên eBay họ bán rất là cao, 870 đô. Vâng, 870 đô quy đổi ra tiền Việt nó là rơi vào khoảng 19.772.000. Và chúng ta sẽ trùng kích vào hình để chúng ta xem. Đấy, giống hệt cả của em luôn. Đó. Cặp này thì nó cũng là đẹp nhưng có khi còn chưa đẹp bằng cặp của em các bác nhé. Đây các bác thấy không, AZTEC Athena 1, tí nữa thì em sẽ quay cặp của em cũng y chang này luôn. Đây AZTEC Athena 1 đó. Cặp này thì eBay bán giá rất là cao. Vâng, eBay bán 19 triệu đúng không? 19 triệu, tuy nhiên thì giá bên em thì rất là hấp dẫn. Vâng. Và bây giờ thì sẽ mời các bác chúng ta cùng khám phá xem cái phần nội thất của cái cặp loa này như nào. Cặp loa này thì nó cấu hình nó chỉ có hai đường tiếng thôi, một loa bass 20 củ 500 vuông giống như trên AR4 và một loa chép giấy. Về cái cấu hình thì em nghĩ cặp loa này nó tương đương với AR4. Tuy nhiên để mà nói chất âm và cái độ độc đáo thì các bác chơi cặp này thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Hay hơn rất là nhiều thưa các bác. Đó.
rất là đẹp luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy, thùng vách rất là đẹp. À, loa bát của nó thì nó sử dụng cái gân vải màu vàng giống như là trên AR4. Và em cũng không tháo ra được, cho nên là cũng không chắc có phải là bát của AR4 hay không. Và đây thì quay cái phần đáy cho các bác xem. Đây, có quay phần đáy cho các bác xem. Đây ạ, AZTEC. AZTEC, còn model của nó là Athena 1 đấy ạ. Nó có cả Athena 2 hoặc là mấy nữa. Đấy, cọc loa vẫn còn cọc loa cổ. À, đấy, cọc loa cổ vặn bằng vít hai cạnh. Và cái bắp chuối này bên em lắp thêm để cho dễ cắm dây thôi. Bây giờ sẽ tháo cái phần nội thất ra. Tháo cái phần nội thất ra để cho chúng ta cùng được xem, được chiêm ngưỡng một cái cặp loa độc đáo như này thì nó cấu tạo như thế nào các bác nhé. Em là cứ hay mày mò những cái sản phẩm độc lạ như thế này thì muốn là tháo ra cho các bác ngắm nhìn cái phần nội thất của nó. Tuy rằng thì các cặp loa cổ với nội thất của nó thì nó cũng không có gì là ghê gớm cả. Đó, tuy nhiên thì giá trị sưu tầm cao, giá trị trưng bày là em thấy thì giá trên bay họ bán rất là cao thì có lẽ là nó cũng phải có cái độ độc đáo, chất âm hay, có cái gì đó thì em bay họ mới bán cái giá cao như thế. Còn bên em thì giá rẻ thôi. Cặp này thì bên em bán với giá là 11.700.000 đồng. Đây, cấu hình của nó nhé. Bát nó sẽ quay mặt trước. Cái bát này của nó này, cái bát này của nó là nó có cái màng giấy, và nó có cái gân vải màu vàng đấy, các bác có thể xem được không? Đó, cái vân vải màu vàng. Mà cái bát này thì em trông rất là giống cái bát của AR4, và rất là giống cái bát gân vải của AR4. Và cái củ của nó đây, cái củ của nó thì cũng khá là giống củ của AR4 các bác nhé. Đó, đó, củ nam châm, củ vuông bọc này thì rất là giống củ AR4. Cái xương cũng rất là giống xương của AR4. Còn cái chép thì nó khá là sâu. Chép này là chép giấy rồi. Chép này là chép giấy nhưng mà cũng khá là to. Đấy, trong là bông này, bông rất là cũ rồi. Đấy, thôi đóng nó lại thôi. Đóng nó lại là test chất âm cho các bác xem. 11.700.000 đồng thôi. Em bay họ bán 19 triệu em không quan tâm. Em nhập về nó chơi trong cái lô hàng cộng thêm một ít thôi để bán cho các bác. Bác nào có nhu cầu thì gọi cho em. Những cái cặp này thì shop bên em bán cái giá này, nhưng còn những cái cặp này và các cái shop khác mà họ có thì các bác cũng không bao giờ mua được với cái mức giá 11.800.000 đồng đâu các bác nhé. Để các bác nào xem của kênh của em nhiều thì các bác biết. Và bên em thì giá nó ổn định và hàng thì cũng tuyển chọn kỹ lưỡng cho các bác, và cái mức giá khá là ổn định, cũng như là một số các cái nơi khác các bác xem nhiều rồi thì các bác chưa biết. Và bác nào xem nhiều rồi thì cũng xin để lại ý kiến đánh giá để cho anh em khác người ta chưa biết thì người ta được biết các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ test cái chất âm của cặp Athena 1 này xem nó như thế nào. Một cái chất âm nó cũng đặc trưng của cái dòng loa Mỹ cổ thôi. Tiếng của nó thì cũng rất là ngon. Mời các bác chúng ta cùng nghe.
Không giờ rồi anh biết chưa thì phải nói là cực kỳ là chất rồi. 11.700.000 đồng. Các bác nào quan tâm alo trực tiếp cho em đặt trần để chốt hàng. Những cặp loa nó độc đáo như thế này quá chơi, yên tâm là sẽ không bao giờ đụng hàng, không bao giờ đụng hàng, và rất là khó có thể tìm được những cái cặp loa thứ hai các bác nhé. Vậy nên các bác nào có nhu cầu nhanh tay alo cho em để sở hữu. Các bạn nào quan tâm cặp loa, các bạn hãy alo trực tiếp cho em.